Vệ sinh ghế massage nội địa Nhật khi gia chủ không có nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngay lúc này thì anh Đoàn, kỹ thuật trưởng của Ngọc Gia Ban đang xịt vệ sinh cái chiếc ghế SKS 6700 cho anh Hiển ở tại Bắc Ninh. Thì với cái chiếc ghế SKS 6700 này thì anh Hiển cũng lấy của Ngọc Gia Ban, anh ấy sử dụng ở cách đây vài tháng. Nhưng mà do là ở phía đằng sau này thì cũng vừa lẫy là mới xử lý xong cho anh ấy cái vỉ ở phía đằng sau. Bởi vì là cái vỉ này thì do là anh ấy, gia đình của anh là có hai cháu nhỏ thì là các cháu ấy sử dụng lại không biết và cũng như là đã cắm nhầm cái nguồn điện. Nên là hôm vừa rồi thì bộ phận kỹ thuật của Ngọc Gia Ban cũng như là bên bảo hành thì đã nên tới tại nhà anh và cũng như là tháo cái chiếc vỉ này ra để mang về. Ở đây thì do là cái điều kiện ánh sáng nó cũng không được rõ nên là video nó hơi mờ một chút. Và như các bạn có thể thấy đây thì đã lắp xong hoàn thiện cho anh ấy cái chiếc vỉ và cũng như là kết nối lại với cái bộ đổi nguồn, chuyển đổi nguồn điện từ 220 sang tới nguồn điện 100. Và khi mà trải nghiệm và cũng như là test lại cái chiếc ghế để xem nó đã hoạt động đúng hay chưa, thì theo Ngọc Gia Ban thấy thì cái chiếc ghế của anh sử dụng thì nó cũng không gọi là bẩn lắm, nhưng mà nó đã có những cái hiện tượng như là bám bụi ở đây, những cái đường kẽ như thế này. Đây đặc biệt ví dụ như là ở phần chân này. Đấy, phần chân bên này thì vừa nãy là cũng đã lau qua rồi. Đấy, nên là nó sẽ hơi sạch hơn. Và phần chân bên này bụi nó bám rất là nhiều. Đây ví dụ như bên này chưa lau này, bụi nó bám rất là nhiều. Và hôm nay thì do là anh Hiển thì lại chưa đi làm về, nhưng mà khi mà Ngọc Gia Ban tới nơi thì có hai bạn con gái của anh Hiển thì đã mở cửa. Và cũng như là Ngọc Gia Ban đã tiến hành nên là xử lý cho anh cái chiếc ghế SKS 6700. Thì về cái việc mà anh sử dụng thì theo Ngọc Gia Ban thấy thì cũng khá là tốt về cái chiếc ghế này. Thì không biết là cái cảm nhận và cũng như là cái trải nghiệm của anh trong quá trình sử dụng vài tháng thì nó có đảm bảo về sức khỏe hay không. Bởi vì hôm nay thì anh Hiển anh lại không có ở nhà để có thể xin được cái video thực tế theo như chia sẻ của anh. Nhưng mà như ở đây thì theo Ngọc Gia Ban thấy thì cái chiếc ghế nó cũng ở trong một cái phòng kín như thế này. Phòng kín này thì về bụi nó cũng khá là ít và cũng như là cái chiếc ghế thì cơ bản là lúc anh mua thì nó cũng còn rất là đẹp. Đây ví dụ như là da thực tế của chiếc 6700 này. Và cái chiếc 6700 này thì về cái tính năng của nó thì nó có hai tấm sưởi hồng ngoại ở phía sau lưng. Đây nó có hai tấm sưởi hồng ngoại này. Vừa nãy test thì hai tấm sưởi này nó cũng vẫn hoạt động bình thường. Còn lại là về cái nốt lưng ở phía đằng sau thì do nó là bản cải tiến của con 970 nên là nó giống với cả cái con 970. Và cũng như là nó có thêm hệ thống sưởi ở phần tay và phần chân. Thì test thì cơ bản là chức năng chiếc ghế nó hoạt động rất là bình thường. Đây bảng điều khiển của nó này. Đấy, bảng điều khiển còn rất là mới và cũng như là nó còn rất là sáng. Và ngay lúc này thì anh Đoàn ấy đang tiến hành vệ sinh, lau chùi qua. Thì do là anh Hiển anh ấy không có nhà, nhưng mà về cái việc thực hiện nhiệm vụ của những anh em bên kỹ thuật và cũng như là làm về những chiếc ghế massage nội địa Nhật, bởi vì khách hàng đã bỏ ra một cái số tiền không hề nhỏ. Bởi vì mua một chiếc 6700 như thời điểm anh Hiển mua thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ gần 40 triệu rồi. Cái mức giá nó cũng khá là cao, nên là về cái giá trị của nó cũng rất là lớn. Và cũng như là cái việc mà anh em kỹ thuật của Ngọc Gia Ban làm thì bao giờ cũng sẽ đầy đủ. Bởi vì một là khắc phục cái lỗi, hai là cũng như là tiện nhân thể ở đây thì có thể là vệ sinh lại cái chiếc ghế để sạch sẽ hơn. Đặc biệt sau khi anh Hiển về thì anh có một cái nhìn về cái chiếc ghế nó cũng sẽ là được khác hơn. Và cũng như là trong cái cách phục vụ thì anh có một cái đánh giá tốt hơn về Ngọc Gia Ban. Và trong video ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với các bạn là về cái dịch vụ tại Ngọc Gia Ban là xử lý những chiếc ghế massage nội địa Nhật nó có bị lỗi. Và nếu như mà ai chưa có được cái đơn vị hỗ trợ thì có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 0971233066 thì Ngọc Gia Ban cũng sẽ tới trực tiếp tại nhà để có thể là khắc phục và cũng như là xử lý. Và ở đây thì sau khi mà đã lau xong thì chiếc ghế nó đã sạch trở lại như trạng thái ban đầu. Đây cái chiếc ghế đây nó đã trở lại những trạng thái ban đầu, ví dụ như là những cái kẽ này thì nó không còn bụi nữa. Đấy, và đây là những cái nốt vai này. Đấy, nó đã trở lại trạng thái nó rất là sạch sẽ. Và kể cả là những cái phần lỉ như thế này. Đấy, trong quá trình sử dụng thì cơ bản là anh Hiển anh ấy cũng rất là giữ ghế. Và do là gia chủ không có nhà nhưng mà vẫn thực hiện làm sao để một cách tốt nhất. Và cũng như là sau khi gia chủ về thì cũng vẫn hài lòng về dịch vụ của Ngọc Gia Ban. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.